xin chào, rất vui được gặp bạn trong video này. Nếu như bạn đang phải chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 thì đừng bỏ qua video này nhé. Bởi vì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cho bạn những câu chuyện tích cực cũng như cái nhìn khách quan hơn để bạn có những cái nhìn tích cực hơn đối với đại dịch Covid-19 này. Vâng, trong vài ngày vừa qua thì tôi đã được nghe rất là nhiều câu chuyện của những người thân kể lại, và đặc biệt có một câu chuyện của người em gái của tôi. Và em ấy kể rằng trước đây gia đình em ấy thì rất ít có thời gian bên nhau, và gần như cả ngày chỉ gặp nhau vào bữa tối. Tuy nhiên trong 2 tuần vừa rồi, khi mà dịch Covid-19 quay lại thì gia đình bạn ấy cũng phải thể ở nhà nhiều hơn, và khi đó thì mọi người đã có thời gian nhiều hơn ở bên nhau. Và một điều tuyệt vời cũng đã diễn ra, đó chính là bố mẹ bạn ấy thì tham gia vào các câu lạc bộ về khiêu vũ, còn bạn ấy thì tham gia vào câu lạc bộ yoga và thiền định. Và sau khi tham gia những câu lạc bộ đó thì bạn ấy cũng như là gia đình bạn ấy thì đều thấy một là sức khỏe tốt hơn, hai là tinh thần thoải mái, ba là tuy là phải ở nhà nhưng những cái tác động của dịch cũng như những cái suy nghĩ tích cực thì nó đều diễn ra trong gia đình của các bạn ấy. Vâng, và bên cạnh đó, khi mà chúng ta ở nhà thì bình thường thì là những bữa cơm nó diễn ra rất là nhanh và vội, và bình thường thì sẽ không có thời gian để mà chau chuốt cho món ăn. Tuy nhiên khi chúng ta ở nhà thì cái thời gian mà chúng ta sẽ làm món ăn nó sẽ được nhiều hơn. Chúng ta chọn món và chúng ta cẩn thận hơn trong các khâu làm món ăn, thì như vậy cái bữa ăn của chúng ta nó cũng được cải thiện lên rất là nhiều. Vâng, và điều tiếp theo mình muốn chia sẻ đó chính là khi mà các bạn ở nhà thì vì có quá nhiều thời gian ở nhà nên các bạn phải nghĩ ra mình cần phải làm gì, và mình phải có kế hoạch để như thế nào để mà cái thời gian mình ở nhà nó, thứ nhất nó không bị lãng phí, thứ hai để mà cho cái một ngày của mình nó trôi qua thật là vui vẻ. Bên thì chúng ta sẽ có cái quản lý cái quỹ thời gian của chúng ta nó sẽ phù hợp hơn. Bên cạnh đó là với cái việc mà chúng ta ở nhà thì cái việc chi tiêu và cũng như là cái thu nhập nó cũng sẽ bị giảm. Vâng, và khi đó thì chúng ta sẽ phải thắt chặt cái chi tiêu và có những cái kế hoạch làm sao cho cái quỹ tài chính của mình nó chi tiêu một cách hợp lý nhất. Và khi mà chúng ta đã ở nhà để chúng ta có những cái thói quen cho mình về quản lý thời gian cũng như là quản lý tài chính, thì không chỉ là khi mà bạn đang ở nhà cũng như sau này khi mà bạn đã quay lại với cái cuồng quay của công việc, thì mình vẫn có thể duy trì những cái thói quen đấy, là những cái thói quen rất tốt và nó cũng sẽ giúp cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Vâng, nếu như bạn đang phải chịu những cái tác động từ đại dịch Covid-19 và bạn đang nghĩ rằng nó là những cái rất là tiêu cực, những cái không thích và nó tác động cực kỳ xấu đến cuộc sống của chúng ta, thì hãy nghĩ đến những điều mà mình vừa chia sẻ ở bên trên. Đó là khi chúng ta ở nhà, chúng ta được nhiều thời gian hơn ở bên nhau, chúng ta có những thời gian chia sẻ cùng nhau vui chơi và cùng nhau nấu ăn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thể quản lý cái quỹ thời gian cũng như là quản lý về tài chính của chúng ta, nó sẽ được một cách hợp lý và chu đáo nhất. Vâng, và nếu như mà bạn xem cái video này mà cảm thấy hữu ích thì hãy like, share và comment xuống dưới video này nhé, để cho nhiều người và nhiều bạn của các bạn cũng biết được đến video này và giúp các bạn ấy có cái nhìn tích cực hơn với cái đại dịch Covid-19 này. Vâng, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.